Bà đi nha con, cảm ơn con. Tôi đi chợ, đang trên đường đi thì chỉ gặp có bà lão kia. Bà đang khóc. Cái bà dựa vô người tôi, bà hỏi đường thôi ạ. Ai cũng nói dối hết á, trắng đen lẫn lộn. Mai mốt tôi cũng dám đi ra đường luôn á. Mất tiền á thì còn kiếm lại được, chừng nào mất người á thì mới lo. Đôi chân giàu quanh nơi gấp phút xa vừa bay vào mắt. Ai hát hay quá vậy nè? Ồ, ai mà hát hay quá vậy ta? Không nhận về con đang hay nữa. Nghe hay thiệt á. Thì ông cũng biết rồi đó, tài năng của tôi mà, đâu cần chi phí cao đâu, cũng làm clip triệu view được thôi. Ông tin không? Ông tin máy up clip lên thử đi, triệu view cho ông coi. Vậy hả? Chứ sao? Không phải là clip nào mà có Thiên Di hát cũng triệu view hả? Em không nói tiền hàng cốt nhưng em nói xa đã nghe lỡ những mộng mơ anh đi đâu mất. Dạ, I'm falling in love. Đôi chân dài nhanh hết tóc ngóc ngách chưa phải you boy. Dạ, em mang thật sâu nào bóng anh đi ra thật xa. Em mà chỉ theo sau bóng anh rồi.